Rồi, nhớ nghe, hòa tan 10 gram kali vào nước dư, thấy khối lượng dịch sau vẫn tăng lên 15,2 gram. Tính M, đây là cái loại bài toán dạng đặc ẩn á. Thì con nhớ là gì? Khi kali tác dụng nước là ra gì con Hà? Ừ, ra cao H cộng với gì nữa? Ok. Đây cô xem nè, cô xem qua đây nè. Đồng ý chưa? Con đặt x là số mol của ai? X là số mol kali. Rồi x là số mol của kali đúng chưa? Vậy thì từ đó con sẽ có là theo phương trình hóa học. Thay vì là ví dụ như mọi bài khác là con biết số mol kali là mấy, không điền thẳng trực tiếp, đây con không biết nên con phải gọi lý. Cái này là 2 mol. Nước là dư rồi nè. Dư nên con không quan tâm nè. Hydro mấy nè? Này 1 mol chứ. Rồi nó theo đề. Theo đề là con mới đặt là mấy? X. Vậy cho nên con điền x nè. Dạ. Đây x mol. Thì hydro đây mấy này? X nhân 1 trên 2. Là vậy là 0,5 x không? Thì 1 trên 2. 1 trên 2 là 0,5 đúng không? Rồi mà cô đã nói là sao? Cô đã nói là sao? Khối lượng dịch khi cho kim loại hoặc là kim loại vào nước hoặc là dung dịch axit thì khối lượng dịch tăng bằng gì? Bằng khối lượng kim loại. Bằng khối lượng kim loại trừ khối lượng khí. Đúng không? Cái này là 15,2 gram. Mà khối lượng của kim loại kali là M lớn 39 nhưng số mol của nó là ít. Khối lượng M lớn hydro là 2 nhưng số mol của nó là 0,5 ít. Thì cái này là sẽ bằng 15,2. Cái bé giải ra ít mấy? 15. Cái chỗ này là nó là mấy? 39 ít trừ giấy là bằng 15,2. 39 ít trừ giấy là còn 38 ít đúng không? 38 ít làm từng bước một này 15,2 này. Từ đó con tính được ít mấy không? 0,4. X bằng 0,4. 15,2 chia 38 là 0,4 đúng rồi. 0,4 mol. Bây giờ để em bắt mình tính cái chi? Bác. M lại chi? Khối lượng kali. Ừ. Vậy khối lượng kali bao nhiêu? M bằng M lớn 39. Ừ, nhân số mol của nó là x 0,4 bằng như gam. 39 nhân 0,4 bằng 15,6 gam. Đúng chưa? Đúng chưa? Bài tương tự con nghe. Rồi nè, hòa tan M gam AL vào dung dịch HCl loãng dư, thấy khối lượng dịch sau vẫn tăng thêm bao nhiêu? 4,8 gram. Và yêu cầu tính M tức là tính khối lượng nhôm, đúng không? Đây là bài toán yêu cầu làm gì? Cũng là bài toán đặc ẩn. Mình có 2Al cộng 6 lần HCl thì sẽ ra cái gì? Sẽ ra cái gì con? AlCl L3, đúng không? Đây cũng là một loại phẩm thế, phẩm điều chế khí hydro trong phòng thí nghiệm. Đồng ý nha. Chúng ta sẽ gọi x là số mol của AL. Vậy cô cũng sẽ điền phương trình luôn. Rồi, nhất là theo phương trình hóa học, số mol nhôm sẽ là 2. Nhớ là axit dư rồi cho nên cô không quan tâm nha. Axit nó dư nha. Vậy thì theo phương trình là hydro ấy. Đúng không? Rồi, theo đề, cô đặt số mol AL là mấy? X mol. Thì H2 sẽ là x nhân 3 chia 2, tức là thành 1,5 x. Đúng không? Rồi khối lượng dịch tăng thêm bao nhiêu? Khối lượng dịch sau vẫn tăng thêm 4,8 gram. Tăng thêm 4,8 gram, tức là tăng lên 4,8 gram đó. 4,8 gram thì cô có gì? Tức là MAL trừ MH2 là bằng 4,8. Rồi triển khai ra.
là 27x trừ cho 2 nhân 1,5x thì bằng 4,8. Đồng ý chưa? Mà 27x là gì? Để nguyên rồi đó. 2 nhân 1,5x là ra 7. Đúng không? 27 trừ 7 là mấy? 24x. 24x thì bằng 4,8. Rồi ra x mấy con? X bằng 0,2. Rồi có x rồi tính được khối lượng AL không? Cái khi nãy là con bé làm sai cái chỗ tính x chứ có gì đâu. Là bằng 4,8 gôn, đúng không? Nó chuyển như 5,4 gam. 27 nhân 0,2 bằng 5,4. Cô điền lộn mà lớn. Đó, cô điền lộn mà lớn bằng bao nhiêu? Hòa tan 6,2 gam hỗn hợp natri và kali vào nước dư thu được 2,24 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Nhớ là cái điều kiện tiêu chuẩn mình đang học sách cũ là không độ C và 1 ATN nha. Tính khối lượng mỗi kim loại. Ok. Như bé là bé sẽ gọi gì đó? Gọi X, Y. Lần lượt là số mol của ai? Của Na và kali. Rồi, phương trình phản ứng của natri là gì? 2 lần Na cộng với H2O là ra gì? 2 NaOH cộng với H2. Ok. Nhớ là nước dư rồi nha. Nước dư là cô không quan tâm nước này kìa con. Nước mà không dư là mình mới quan tâm, chứ nước dư là mình không quan tâm. Cái nào mà dư thì... Rồi. Tương tự, 2 lần kali cộng với nước thì sẽ cho ra dung dịch cao H và giải phóng khí H2. Sau này mình đọc hắn là hydrogen. Rồi, theo phương trình nè. Theo phương trình hóa học thì số mol của natri là mấy? 2. Hydro mấy con? Hydro 1. Rồi theo đề, con đặt số mol của natri mấy? X. Thì số mol hydro là mấy? Đúng rồi, 0,5x. Rồi tương tự phản ứng thứ hai. Theo đề nè. Theo phương trình hóa học là kali gần 2 mol thì hydro 1 mol. Rồi theo đề thì sao? Theo đề số mol của kali là y mol. Thì số mol hydro là ok, 0,5 y mol. Rồi đề cho gì con nè? Khối lượng hỗn hợp kim loại là mấy? Khối lượng hỗn hợp kim loại. Mà khối lượng là bằng gì hè? MNA cộng MK thì bằng 6,2. Mà khối lượng thì bằng gì bé? Số 1. M lớn nó đi mấy? 23 nhân số mol nó đi mấy? X cộng cho kali mấy? Bài chuyển nhân số mol là mấy? Đâu số mol? Y thì bằng mấy? Bằng 6,2. Rồi để cho chi tiết cái gì nữa? Khối lượng dung dịch tăng lên bao nhiêu? Thu được mà. Thu được nhiêu con? 2,24 lít chứ. 2,24 lít chứ. Thể tích khí H2 thu được là mấy? Thể tích thứ hai thu được là mấy lít đó? 2,24 mà thể tích là bằng gì hè? Số mol hydro mấy? Số mol hydro mấy? 0,5y cộng 0,5y. Tất cả đem nhân 2,4 thì bằng 2,24 lít. Đồng ý chưa? Ok chưa bác? Cô rút được là 0,5y cộng 0,5y thì bằng 0,1 mol. Rồi, sau đó bé bấm giải hiện trình 151 máy tính. 151. 151. Bấm miếng quen rồi chứ.
1, 5, 1. Đâu rồi? 1. Phương trình hô hấp tính bình thường. Mấy cô dẫn chát. Mấy cô nè. Một nè, một nè. Rồi, anh chàng thứ nhất, hạng nhất là nhập hệ số. Ừ. Rồi, hệ số nhất là 23. Cái nhì 39. Cái thứ ba là 6 vị he. Xong cái phương trình đầu tiên. Xuống này. 0,5. 0,5. 0,1. Y ra bằng 0,1 và y ra bằng 0,1. Bấm đây. Cô sẽ tính được y bằng 0,1 mol và y bằng 0,1 mol. Rồi sau khi tính xong tính được khối lượng mỗi kim loại thôi. Khối lượng natri nhiêu? Lấy số mol nhưng mà lớn thôi. Mà lớn 23 nhân số mol 0,1 là bằng 2,3 gram. Tương tự tính khối lượng kali. 39 nhân 0,1 bằng 3,9 gram. Hòa tan 7,8 gram hỗn hợp magie và nhôm và dung dịch HCl dư. Thấy khối lượng dịch sau vẫn tăng thêm 7,0 gram. Tính khối lượng mỗi kim loại. Rồi bé cũng gọi gì? Ừ, gọi y. Lần lượt là số mol của Al, Mg đúng không? Kim loại Al, Mg đều tác dụng được với dung dịch HCl. Và nguyên tắc là Mg tác dụng trước. Nhưng mà HCl dư nên ai tác dụng trước được. Chúng ta có 2Al cộng 6HCl cho ra cái gì? AlCl3 cộng với H2 ra AlCl3 cộng H2. Rồi tương tự Mg cộng 2 lần HCl cho ra MgCl2 cộng với H2. Ok. Rồi vậy chúng ta có chúng ta điền nè. Theo phương trình hóa học, số mol Al là 2 mol. Số mol hydro là 3 mol. Theo đề, số mol của Al là x mol thì H2 sẽ là 1,5x. Tương tự theo phương trình hóa học, số mol magie mấy? Chưa, theo phương trình hóa học mà 1 mol. Hydro cũng 1 mol. Đúng chưa? Còn theo đề, số mol magie đạt là y mol thì H2 sẽ là y mol. 1 y viết số 1 làm chi? Rồi điển cho chi? Khối lượng của hai kim loại là mấy? Khối lượng của hỗn hợp kim loại là 7,8. Mà khối lượng hỗn hợp kim loại là bằng gì đó? Bằng khối lượng của ai? MAL cộng MK bằng 7,8. Tức là bằng gì đây con? AL là 27X cộng 24Y bao nhiêu chứ? 24Y bằng 7,4. Rồi đề cho gì tiếp theo? Khối lượng dung dịch sao nữa con? Khối lượng dịch như thế nào? Tăng lên 7 gram. Tức là bằng gì con hề? MAL khoan, M kim loại mà, cộng M magie trừ MH2 là mới bằng 7. Nhớ này con. Khối lượng của hai kim loại có chưa?
Rồi 7,8. Hydro là mấy? Là 2 nhân số mol là mấy? 1,5x cộng y thì bằng 7,0. Rồi rút ra đi cho cô. Ở đây cô sẽ rút được là 1,5x cộng y 8 thành 0,4. Rồi có hai phương trình. Cô sẽ giải được x y. X bằng 0,2, y 0,1. Cái đó con tự tính nha. Rồi sau khi có x y được tính khối lượng mỗi kim loại. Cái chỗ đi con biết tính à? Trời ơi. Vì đang nhân 2 là đáng. M lớn hydro là 2. Số mol nó là 1,5x cộng y. Tổng số mol là 1,5x cộng y. Còn cái việc rút ra là 1,5x cộng y bằng 0,4 là của toán học. Là theo hồi trước là mình tính được là muốn tìm số trừ ta lấy tổng trừ cho lấy số bị trừ trừ cho hiệu là 7,8 trừ cho 7,0 là còn 0,8. Sau khi có đó rồi chúng ta rút ra 1,5x cộng y bằng 0,4 lấy 0,8 chia 2. Ok.